Hello và xin chào tất cả anh em, thì lại là mình TK đây. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với tựa game Xbox. Và số 4 hôm nay mình có là 9M nha anh em. Thì với số 4 là 9M như này thì hôm nay chúng ta sẽ vào để mà chúng ta chiến con game quay thú nha anh em. Thì ok anh em, thì tay đầu mới vào thì nó đã vào khỉ rồi nha anh em. Giờ thì tiến hành mở cầu lên và xô cầu xem con khỉ nó về những con nào nha anh em. Chủ yếu là để chúng ta xem 4 con gần nhất mà con khỉ nó về là con gì, rồi chúng ta bắt theo nha anh em. Thì tay này mình sẽ bắt một thỏ, chim én, chim trắng với công nha anh em. Thì có bao nhiêu vốn thì mình sẽ all in hết luôn nha anh em. Ok thì bây giờ tiến hành chờ xem kết quả nó ra con nào nha anh em. Ok anh em, thì tay này nó về con thỏ nha. Thì húp xương xương 12 củ anh em ạ. Là tay này tổng cộng mình lãi được 3M nha anh em. Thì cái mèo để mà bắt cầu con quay thú này thì mình đã hướng dẫn anh em từ những clip trước rồi. Thì cái mèo nó cũng đơn giản là anh em xem nó vừa về con gì rồi anh em tiến hành mở cầu lên. Anh em xem 4 tay gần nhất mà cái con đó nó về là con gì rồi anh em tiến hành đặt theo nhé. Thì tay này mình sẽ đặt một én, khỉ, gấu với cả chim trắng nha anh em. Thì mình sẽ đặt mỗi cổng 2M nha anh em. Giờ thì tiếp tục tiến hành chờ xem kết quả thôi anh em ạ. Ok anh em, thì tay này nó về gấu rồi anh em ạ. Tay này mình lại tiếp tục lại xương xương được 8M nha anh em. Thì tổng số vốn bây giờ của mình đã được nâng lên là 19M rồi nha anh em. Là mình đang lãi 10M nhé. Thì cái chiến thuật mà mình chỉ cho anh em ấy, anh em có muốn ít hay là muốn nhiều thì anh em đều có thể áp dụng được. Còn nếu anh em chưa tải game, anh em nào xem video mà cảm thấy có hứng thú với con game này thì anh em có thể tải game theo link ở phần mô tả và phần bình luận nhé. Sau đấy thì anh em tiến hành vào nhóm Telegram thì bên mình sẽ tiến hành tặng cho anh em code trải nghiệm từ 20.000 tới 100.000 nhé. Thì khi mà anh em đánh ăn thì anh em có thể rút luôn. Tiền cứ sẽ về tới tài khoản của anh em trong vòng từ 3 đến 5 phút nha. Thì bên Bitbot đang hỗ trợ rút 1-1 nên là anh em không phải trả thêm bất cứ cái phí nào nhé. Thì mình cũng xin giới thiệu cho một số anh em mới vào kênh của mình mà chưa biết, thì kênh của mình chuyên review và trải nghiệm tất cả các con game có trong nền tảng Bitbot nha. Và mình cũng sẽ hướng dẫn tới anh em những cái mẹo, những cái thủ thuật để anh em có thể kiếm lãi từ con game này. Ok, thì cái mẹo về con quay thú này thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em rồi. Thì bây giờ anh em tiến hành theo dõi video và nghe nhạc giúp mình nhé. Vì mình đang có việc bận nên là mình xin phép anh em được dừng bình luận tại đây nhé. Chúc anh em xem video và nghe nhạc thật là vui vẻ. Chúc anh em có một ngày chơi game vui vẻ, đánh đâu thắng đó nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.
nơi thường lặng.